mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô con gái khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước hòa thượng Diệu Pháp khóc sướt mướt, không ngừng kể lể về những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hách cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau, con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cùng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu, số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi, ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi: Hôm nay vì sao con không trang điểm? Nghe vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa: Dạ, bà hách dặn con tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói: Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình, có đúng không? Rất ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái, ta nói có đúng không? Cô gật đầu. Sư phụ nói tiếp: Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trau dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu, làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu quá chú tâm trau chuốt làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy, hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niệm dâm, dục vọng hừng thịnh, thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái, tức là sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang, kích khởi dâm tâm ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức là gặp nhau đòi nợ. Con không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng
thiệt xấu hay sao? Cho nên, tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyệt không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh. Bởi vì trau chuốt hở hang sẽ gợi dâm, khoe của là mời cướp. Nếu con muốn trong tương lai của mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính, trong sạch và thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy, thì dù định mệnh an bài sẵn, phu thê ác duyên cũng có thể chuyển thành phu thê thiện duyên. Con nghe và hiểu rõ lời ta nói chứ? Dạ, con hiểu rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây con bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ vâng lời hòa thượng dạy. Ha ha ha, 问三摩地娑。